là đặc biệt của quán mình nè cưng. Là nghiện nguyên nếp này ha. Cũng như là con vịt của chị nó ít mỡ thật đấy chứ. Đúng rồi, nó không có mỡ mà cưng ăn cái thịt nó thơm lắm. Thịt vịt nó có thớ như thịt gà luôn, các bạn thấy không? Phía cuối đằng kia là đường sông đất. Sông đất. Còn phía này anh? Nó chạy về là đầm sen rồi đó, cuối đường là quẹo cái tới đầm sen. À, còn đường ở đây được biến phục. Dạ. Hello, xin chào buổi tối tất cả mọi người. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn một cái món rất là đặc biệt các bạn, một cái món đặc sản của Tiền Giang. Đó là món vịt gò công nha. Đây là quán vịt gò công Như Ý nha các bạn. Địa chỉ là số 430 đường Minh Phụng, phường Chiến, quận 11, Sài Gòn nhá. Ở bên cạnh thì mình thấy có hai chỗ để mở quán luôn. Vịt gò công đặc biệt như thế nào? Vịt gò công là ở đây thì người ta dùng vịt là vịt, ở đây là vịt chạy đồng. Tức là gò công thì người ta hay nuôi vịt theo gọi là chăn thả đó. Cho nên là vịt đây nó rất là ít mỡ, ít ngán và nó thơm thì nó dai thì nó ngọt thịt. Nói chung là vịt gò công là một đặc sản của Tiền Giang nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn vịt gò công nha. Đây là cái menu của quán nha các bạn. Các bạn thấy cái menu lần đầu tiên mình đi quay mình thấy có một cái menu nó hoành tráng như thế này. Nó giống như thừa một cái tấm bia các bạn ạ. Nếu một tấm bia thật luôn. Ở đây thì mình thấy có các loại nước uống. Các loại ở bên này là hình như là menu của nước uống các bạn ạ. Menu nước uống thì nước uống ở đây là có giá từ 10.000 cho đến 17.000 nha. Còn bên này là cái menu về đồ ăn nhé các bạn. Ở đây thì mình thấy gọi vịt thì có giá dao động từ 15.000, đó là huyết nếp. Và cao nhất là nguyên con vịt thì có giá là 440.000 nha. Dạ, mà chị tên gì chị? Chị Nga. Chị Nga. Đây là chị Nga các bạn, chị Nga là chủ quán luôn các bạn ạ. Các bạn có thấy chị Nga xinh gái không? Chị Nga này mà nếu mà gặp tầm 18-20 chắc là trai xếp hàng dài các bạn. Mấy giờ là mình có vịt bán này chị? Thì 9-10 giờ là có. 9-10 giờ sáng ha. Mình bán đến khoảng hết mấy giờ là mình nghỉ chị? 11 giờ rưỡi là mình nghỉ ha. Cái vịt của mình nó đặc biệt là nó như thế nào vậy chị? Nó là con vịt ở dưới quê mình á, chạy đồng nó chỉ 3 ký 2, 3 ký 1, 3 ký 3 con, lúc còn lại lần á. Dạ. Là còn mà mình làm xong mình luộc lên như thế này còn khoảng nhiêu? Khi luộc xong thì nó khoảng còn 2 ký 2, 2 ký 3. 2 ký 3 ha. Dạ. Ở đây là vịt gò công là nổi tiếng là vịt chạy đồng vậy ha. Ở trong này mình có món bún suông luôn không chị? Không. À, chị em bún măng vịt thế hả? Cái này mới một lần là mình bán sao chị? 32.000. 32.000 một thoi. Ta bán 30-40 mà ở đây mình bán có 32.000. Dạ. Ôi, nhìn thấy là giá mình ở đây còn bình dân ha chị ha. Ở đây ví dụ như mình có những cái giá vịt nó bán như thế nào chị? Nửa con rồi góc tư rồi đùi cánh thì bán sao chị? Đủ giá luôn. Yeah. Gốc tư đùi thì 107, gốc tư ớt 127. Vâng. Còn nửa con thì 215, một con thì 460 cháo. Vâng, là nguyên có thêm phần cháo. Cháo nhiều lắm, một con là 580 người đó. Là khoảng mấy người ăn chị? Một con là 80 người ăn. 80 người ăn luôn. Ừ. Wow, quá trời luôn các bạn ạ. Thế là nhiều lắm các bạn nha. Đúng rồi. Nếu mà tính ra 40.000 mà 10 người ăn thì cái người 400.000, 400.000 mà 10 người ăn cái người 40.000. Không, 46, người 46.000. Quá tuyệt vời rồi, vừa có cháo vừa có vịt ăn. Ừ. Tính ra là cái quán mình mở bán này lâu chưa chị? Chị mở đi 10 năm rồi. 10 năm là mở ra từ đây luôn ha? 10 năm tại chỗ này. Dạ. Ở đây là mình có bán qua app không chị? Không, chị không có đặt app. Tại app ăn cao quá chị không có lời nhiều. À, nên khách hàng đặt trên ba app thì chị tặng bịch cháo. Vâng. Còn khách hàng gọi giao thì chị giao. Tức là mình có giao vịt luôn hả chị ha? Có. Dạ. Ví dụ như là mua khoảng bao nhiêu là mình giao chị? Gần thì gốc tư chị cũng giao. Vâng. Gốc tư chị cũng giao. Dạ. Đây các bạn nhá, ở đây thì mình thấy là trên cái số điện thoại, trên cái hộp của chị này có số điện thoại này 0908995155 và 0908808811, và số đẹp quá. Như vậy là các bạn muốn ăn vịt thì có thể đặt qua số này nha. Gần thì chị giao, còn xa quá hỏi chị đâu chị? Xa quá thì tính phí thì chị cũng tặng đồ cho khách. Vâng. Còn khách kêu trên mạng thì vô trang của chị thì chị có tặng bịch cháo cho khách. Vâng. Thay vì khách kêu 2 bịch, kêu 1 bịch thôi. Vâng. Là quán tặng 1 bịch. Vâng. Còn kêu nửa con vịt thì 2-3 năm thì chị có tặng bịch 4. Tặng thêm 1 bún. Dạ. Phụ tiền xăng với khách luôn. Dạ.
Ôi, đây là một cái nồi cháo các bạn. Nó cứ mở nắp ra. Dạ. Cái nắp của chị đi. Đây, một bên cháo, một bên nước cái gì ra. Nước lèo á cưng. Nước lèo hả? Giờ một bên trụng. Dạ. Đừng mất. Còn mấy cái nồi này em mở cái đâu nữa không chị? Hả? Em mở cái. Cứ mở ra, mở ra. Dạ. Tại chị cũng hết đồ rồi. À, rồi các bạn ạ. Chị tuy là cái nồi của chị hết rồi mà chị vẫn cho quay. Nước mắm gừng của chị mà nó đặc sền sệt mà mình mới nhìn mình tưởng là cái nồi cháo các bạn ạ. Vậy lên là nó đều. Thơm lắm chị nhỉ? Ừ. Ủa các bạn ơi, nhìn cái nước mắm gừng là dân thấy thèm thịt vịt rồi. Đây là cái nước này là nước tắc đó chị. Dạ. Người ta là bằng giấm nhưng mà quán mình làm là nước tắc. Nước tắc. À, tức là cái sốt giấm của mình là thay bằng sốt tắc chị ha. Tất cả là tắc. Vâng. Nước mắm thì cũng làm bằng tắc luôn á. Bằng tắc luôn. Nó sẽ thơm hơn chị ha. Đúng rồi. Ồ, nước này nước mắm đường tắc các bạn ạ. Nó rất là sánh. Thơm. Tôi cưng quay chị mấy lần rồi. Chưa quay lần nào. Vậy hả? Dạ. Đó chỉ có mấy em quay mà chị không có nhớ mặt. À, tức là chị cũng được nhiều người quán nhiều, nhiều tiếng mà. Quán nhiều chị, quán nhiều người quay mà chị quên. Dạ. Mặt trơn à. Không có quay mặt hả? Không nhớ mặt của cái người quay. À. Tại chị không có biết. Vâng. Ước này là nhiêu chị? Cái này là 127.000 đi. Wow, hấp dẫn quá các bạn ạ. Cái này là ăn 3 người được đó em. 3 người là vừa luôn hả? Ừ. Cái thớt nó cưng. Ở đây mình thấy chỉ chặt là chỉ lọc cái miếng xương đó các bạn ạ. Như vậy là khi ăn mình sẽ cảm nhận nó ít xương. Nó gì nè. Cưng nha. Bìa 123 127 127.000. Dạ, 127. Xong có giá lẻ gì, xong cho 130.000 luôn. Tại chị thích con số 7. Tôi cho số 7. Nếu mà một con vịt mà một mình chị mà chặt một phát từ đầu tới cuối khoảng bao nhiêu thì chị là xong chị, bao nhiêu giây là xong chị? Thì cũng không biết. Cứ đùi là mười mấy nhát. Vâng. Ớt là 20 nhát. À. Mấy nhát rồi. Tổng cộng là mấy chục nhát hả? Chị bán 10 năm nay thì cũng có khách nhiều luôn. Vâng. Ngày xưa là mình mới mở ra là mình có bán căn nhiều. Căn nhỏ. Căn nhỏ bên kia. Căn nhỏ này. Tức là căn nhỏ xíu thì thôi. À, tức là ngày xưa cái miếng này tức là miếng ngày xưa đây. Các bạn tức là cái ở đây á, cái chị là một bên hồi nào mình cứ nghĩ là chỉ đặt tủ vịt một bên rồi là bán một bên, ai ngờ là ngày xưa là cái chủ này là cái chủ bán được kỹ luôn. Và bây giờ chỉ đặt cái tủ nó to bằng cái chủ bán luôn. Ủa rồi ngày xưa là mình có bán nó nhiều được như thế này không chị? Cũng chậm, cưng xưa bán cũng mười mấy cái 20 con à. À, cái lúc mới ra hả? Ừ. Sao mà chị đến cái nghề bán vịt hay chị? Đó là trời cho. Trời cho chị không nào? Biết nấu đồ ăn nha, nói thiệt luôn. Chứ không phải cưng quay mà chị nói. Vâng. Không biết nấu đồ ăn mà ông trời ông khiến cho chị có nghề. Vâng, như nào chị? Cái duyên nó như nào chị? Giống như chị thích ăn cháo vịt. Vâng. Nên chị nói là con không biết nấu đồ ăn, giờ xin Phật trời cho con bán được người con của con với má con. Vâng. Rồi tới khi mà con của con ra trường thì con sẽ nghỉ, con tụng kinh niệm Phật. Vâng. Chứ không có bán nữa. Vâng. Không dạy nghề cho con cháu, nhưng mà con cháu chị nó học lớn nên nó cũng mở tìm ở ngoài. Vâng. À. Ủa, tức là chị có con có cháu luôn này hả? Có cháu, con chị là hai đứa nhỏ, đứa này. Vâng. Vâng. Đấy. Ừ. Là sau này là tức là cũng có chị không có cho con mình nấu nghề. À, chị sao bán, chị? Tới con chị ra trường có nghĩa là được làm ổn định thì chị nghỉ. Dạ. Không bán nữa. Ôi tiếc các bạn ạ. À. Như vậy là bạn nào mà muốn ăn vịt gò công ở Sài Gòn thì nhanh cái chân lên. Chứ còn là chị còn chỉ ra trường là chỉ nghỉ ra. Lâu lắm. Nhóc chị còn nhỏ thôi. Sao chị sao buồn hả chị? Tại nghề sát sanh nên chị xin vậy thì phải làm vậy. Dạ. Đây các bạn có cái nguyện của mình đó, tâm nguyện của mình. Vâng, đấy, thế là chị rất có tâm các bạn ạ. Tức là rất là hướng của Phật giáo. Dạ. Bình thường em thấy ở đây là chị có rất là nhiều cái phần mà huyết nếp này nè chị. Đúng rồi, sau hôm nay bữa nay chị hết. Với phương huyết bữa nay nó không được ngon nên chị bỏ thôi nè. Vậy hả? Chị không xài. Vâng, đấy các bạn ạ, như vậy là do quán cái luộc dở nó bị nhão ra nên nó giữa nên chị bỏ. Bỏ hết rồi hả? Ừ. Chị đang bỏ đây nè, nó rớt đây nè. Để chị lụm lên không? Ủa, lụm lên rớt rồi thôi. Chị Dục à, chị nói thiệt chị không có sợ. À, tức là vịt nó bị giữa, giống như khi mà cưng luộc á, cưng để chồng chồng lên nó bị nghe mùi nên chị bỏ hết. Vâng. Nó còn được một hai ổ vậy thôi. Vâng. Dĩa này là 215.000 đấy. 215.000.
về khác, còn ăn đây khác. Ôi, bây giờ 200 ngàn thì nhiều quá chị nhỉ? 215. 215 ngàn. Ừ, quá trời nhiều luôn các bạn ạ. Chăm đúng theo cái ví dụ nhỏ thì cưng phải chăm ta. Vâng. Mượn chứ cưng khỏi chăm. Cách nhiều năm. Cánh 32 không? Đang quan sát một chiều gọi 215 ngàn nha các bạn. Rất là nhiều. Con nói có cái đồ gì hai cánh hả? Một chiều gọi đầy ắp luôn. Cái này là đặc biệt của quán mình nè cưng. Là băng cái nguyên nếp này ha. Băng đắt hàng đó đó. Không nhìn là con vịt của chị nó ít mỡ thật đấy chứ. Nhìn đúng rồi, nó không có mỡ mà cưng ăn cái thịt nó thơm lắm. Thịt tươi thì lúc nào nó cũng ngon hơn hàng đông lạnh chứ. Vâng, tức là cái này mình xuống với Gò Công mình bắt vịt lên hả chị? Mà ở dưới quê mỗi ngày họ chở lên cho chị. À, tức là mối quen ha. Ừ. Dạ. Chị tốn 250 tiền xe ngày đó. À, cái ngày tốn 250 tiền xe cho người ta chở cho người ta lên. Chở dưới quê lên. Cái đĩa này mình mà bán là bao nhiêu chị? 107 nha. Ui. Bà chủ thích số 7 các bạn ạ. Hồi nãy mình thấy cái dĩa kia là cái gì? 127. 127, còn cái dĩa này là 107. Bà chủ thích số lẻ, thích số 7. Đấy. Rồi ăn kèm cái này là có một cái nồi, một cái chén nước mắm gừng. Dạ, còn cái phần huyết nếp này là một miếng là bao nhiêu? 15 ngàn đó. Là một miếng bự là 30 ngàn. Miếng bự 30. Đấy. Như vậy là hôm nay là nếu mà hai phần này là nhiều ta? Nhiều ta? 107, 119. 119 ngàn. 119 ngàn. Hai dĩa này 119 ngàn nha các bạn. 117 với 15. 107 với 15 là nhiêu? 122. 122. Thanh tính toán. Vâng. Rồi. Cái này mình ở đây mình có cháo này, có măng gì. Cháo 4 miếng. Cháo 4 miếng. Cứ ăn 4 miếng thì ngon lắm. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra một phần gọi vịt và một phần miếng, một phần cháo các bạn ạ. Đây. Đây là một phần gọi vịt. Thì ở đây thì chỉ có cái giá bán rất là hợp nghị. Ở đây một đĩa như thế này thì chỉ có giá là 107 ngàn nha các bạn. Ở đây là bà chủ thích số 7. Cho nên là hồi nãy mình trong lúc mình quay mình thấy có phần là 127, rồi 107, 147. Rồi nước, các loại nước toàn là 17 ngàn không ạ. Tôm miếng này thì có giá là 15 ngàn. Này miếng măng vịt nha. Ở dưới thì mình thấy người ta sử dụng miếng dông ha. Rồi có măng, có huyết, có ít rau nêm phía trên, có hành phi. Thì tô này 15 ngàn, còn đây là tô cháo. Thì nếu mà bạn nào mà không thích ăn miến thì có thể ăn cháo nha. Ở đây thì có bún cháo miến. Tô cháo này thì ở dưới thì mình thấy cũng có huyết này. Có cháo, có rau nêm. Cái này là cháo thường. Đấy, thì tô này có giá là 12 ngàn thôi nha các bạn. Đấy, ăn kèm với nó thì mình thấy là đây là người ta cho một cái chén nước chấm như thế này nè. Nước mắm gừng. Rất là thơm. Lúc này trong kia mình quay cái xô nước mắm gừng quá trời thơm luôn. Còn là thôi một miếng huyết nếp là mình kêu ra nửa miếng. Một miếng, một cái miếng đầy to bằng một cái đĩa này thì có giá là 30 ngàn. Còn đây là nửa miếng á thì chỉ có giá là 15 ngàn nhé các bạn. Như vậy phần này là 15 ngàn. Nói chung là những cái cảm quan ban đầu thì mình thấy mọi thứ nó khá là vừa vặn thôi. Không có quá nhiều, cũng không quá ít. Nói chung là gọi là ở mức độ vừa đó. Ngoài ra thì ở đây thì có các loại nước thì cũng có giá là 17 ngàn. Hôm nay gọi một ly trà đắc 17 ngàn. Rồi, mời cả nhà nhá. Thử miếng vịt trước này. Các bạn có thấy phần da và phần thịt không? Nó sát với nhau và hầu như không có mỡ. Tức là vịt chạy đồng thì nó sẽ rất là ít mỡ. Đó là cái đặc điểm đầu tiên mà nổi bật của vịt Gò Công các bạn ạ. Ở dưới thì mình thấy người ta cho khá là nhiều rau. Đây nha, thử miếng vịt trước nha. Ồ, nó dài. Đây các bạn này, mình sẽ cái thớ vịt ra cho các bạn thấy nè. Bạn thấy không? Vịt nó có thớ luôn đấy. Thực sự nếu mà các bạn ăn vịt các bạn để ý mà vịt có thớ là không phải ở đâu cũng có đâu nha. Đấy các bạn thấy không? Thịt vịt mà có thớ như thịt gà luôn các bạn thấy không? Xé ra mà gọi là vịt có thớ này là đúng là chính tín hiệu vịt chạy đồng á. Ăn không miếng trước. Thịt vịt nó rất là dai vịt và ngọt vịt. Rất là dai và ngọt.
Ít mỡ, ăn không có ngấy. Nó ngọt vịt mà ăn không có bị ngấy á. Cái này là cái nước mắm gừng đặc biệt của quán này. Thịt vịt mà chấm nước mắm gừng đúng là nhất cái nách. Thơm quá. Trong nước mắm gừng cũng thơm, cái dậy mùi cũng thơm. Trong lúc mà nói chuyện với chị chủ mình có cảm giác là chị rất là thật các bạn ạ. Mà sự mà cái điều chị nói rất là thật. Các bạn rất là nhìn rất là chân thành, rất là thật. Thế dù là cứ một ngày là chị tốn hơn 200 ngàn để thuê người dân ở Gò Công ở chợ thịt cho chị, ngày nào cũng tốn 200 ngàn cả. Thịt ngon quá. Để tặng em. Ở đây thì gò thì mình thấy là chỉ có bông chuối này, rồi rau muống bào này, rồi là cái bắp cải bào, rồi có rau răm. Đây là cái phần gò. Rau giòn quá. Bắp với cái nước thường gọi là chua chua ngọt ngọt. Vịt chải đồng bắp quả rau muống. Thật sự là mình lúc này trong lúc mà quan sát với con vịt của chị á, mình thấy cái vịt của chị không có lớn vịt, vịt nhỏ thôi, nhưng được bù lại cái này nó rất là ít mỡ. Vịt ngon quá. Tính ra các bạn, nếu mà một con vịt giá khoảng 400, hơn 400 ngàn là rẻ các bạn. Nếu mà bán con vịt gò nha, có vịt có gò có cháo là 400 ngàn là rẻ. Vì thường thường mình thấy là mình đi ăn vịt cũng nhiều rồi. Mà mình thấy là thường thường ở các nơi người ta bán khoảng ít nhất là khoảng 500, 520, 540. Ở đây thì chỉ bán cũng còn có giá là 400, 440, tức là thường thường rẻ hơn 100 ngàn cho những vụ khác này. Vịt ở đây thì mình thấy nó không có lớn bằng những vịt chủng khác, nhưng mà bù lại cái là ít mỡ, thơm. Cái phần này là cái phần gần với phao câu của vịt nha. Thông thường á, khi mà các bạn ăn vịt thì các bạn biết là cái miếng mà gần phao câu thì nó sẽ rất là nhiều mỡ, nhưng mà đây là nó ít mỡ lắm. Các bạn thấy à, cái miếng gần phao câu mà nó rất là ít mỡ luôn, chứ nó không có nhiều mỡ như những con vịt khác luôn. Thường mà ăn tới cái miếng mà ăn vịt á, ăn tới cái miếng mà gần phao câu là mỡ nó nhiều lắm. Ủa, xé mà muốn gãy cái đũa. Tức là cái da ở đây thì nó có hơi nhiều mỡ hơn những nơi khác một chút xíu, nhưng mà so với nó ngoài cái lớp mỡ trong da ra thì nó không còn mỡ nữa. Không những cái nước mắm gừng nó chỉ làm ngon quá. Thôi. Đây là phần miến dòng. Nãy giờ mình đem ra mình quay nãy giờ tầm 30 phút rồi, cái dòng cái miếng nó vẫn rất là dai. Đây là cái phần nước sáo này. Ôi, ngọt, thơm. Lúc này quay mình cái lúc mình kêu cho phần bún, mình thích ăn bún với cháo. Chị nói miếng này ngon lắm, có nhiều miếng ngon thiệt, nước sáo ngon. Tô này 15 ngàn nha. Nếu các bạn ăn no thông thường có thể gọi tô này nha. Bên này thì có cái phần huyết nếp nha. Miếng này là no các bạn ạ. Huyết này thì người ta dùng huyết với nếp hấp lên. Dẻo quá. Cho nước mắm gừng. Hmm.
thơm. Nó thơm của cái mùi nếp các bạn, thơm của thơm nếp á. Trong cái nước mắm gừng nó dày. Đúng là thịt vịt là phải có nước mắm gừng các bạn. Vịt đi với gừng rất là hợp, rất là dày mùi luôn. Các bạn mà không muốn ăn vịt á, muốn ăn no thông thường á, các bạn kêu một miếng huyết nếp này 15 ngàn. Kêu thêm một tô miếng bằng vịt 15 ngàn nữa, ăn no luôn. Làm thêm miếng thịt vịt nào. Cái nước mắm gừng này không có mặn đâu nha các bạn. Nó hơi mặn nhẹ mà mặn ngọt. Nó thêm về hậu ngọt nhiều. Cho nên là cái chấm ngập thoải mái nha. Còn miếng vịt ở đây quá uy tín luôn rồi. Thường thường mình đi qua mà cái lúc khoảng 6 giờ 6 rưỡi tối lúc nào mình thấy đông khách ấy. Ở đây thì vịt cò công đúng kiểu vịt cò công các bạn. Cái này mình nghĩ là những cái bạn nào mà phải tranh ăn vịt đã biết là vịt cò công nó như thế nào. Đây là mình đang gắp một cái miếng này, gọi là cái miếng này là cái miếng gần cái phần cao câu của con vịt nha. Thường thường cái miếng này nó rất là nhiều mỡ. Đây mình lật lại cho các bạn thấy này. Đây là cái miếng sát miếng cao câu nha. Nhưng mà vẫn không thấy mỡ của con vịt đâu cả. Nó rất là ít mỡ, nó chỉ có một cái lớp da và kế đến là một lớp thịt luôn. Nếu bạn thấy lúc này mình có xé cái lúc đầu vịt nó có thớ luôn. Ít mỡ, dai vịt, ngọt vịt và rất là thơm. Mình nghĩ đây là một cái quán vịt rất là ngon. Nếu mà các bạn xem mà thấy thích món ăn này thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua một phần ăn thử như nó xem nó như thế nào nha. Giá cả thì mình thấy giá ở đây nó khá là hợp lý. Một đĩa vịt thôi mà mình gọi hôm nay thì chỉ có giá là 107 ngàn. Nguyên con vịt thì là 440. Đây là một cái giá nguyên con vịt có cả gỏi cả cháo nha, 440 cho 10 người ăn. Thì mình nghĩ đây là một cái giá nó khá là hợp lý. Không biết các bạn thấy như thế nào. Nếu mà có cơ hội đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ăn thử nha. Video này thì cũng dài rồi, chắc mình xin kết thúc video này tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới từ kênh Video ăn gì nha. Còn bây giờ mình tiếp tục ăn các bạn. Vịt thấy ngon quá. À quên, phải nói đánh giá thêm một phần nữa là cái phần ở đây nước mắm gừng rất là cũng rất là ngon. Nước mắm gừng chỉ làm rất là thơm.